Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn, các anh chị, các cô chú đã tới với lại kênh YouTube channel này của An. Nếu mà đây là lần đầu tiên các bạn thấy An hoặc là lần đầu tiên các bạn ghé qua kênh channel của An á, thì hãy nhớ nhấn cái nút chuông màu đỏ phía dưới bên đây nha, để các bạn sẽ là một trong số những người coi cái video đầu tiên khi mà An up lên cái kênh channel này. Và An xin tự giới thiệu, hiện nay An đang sinh sống, học tập tại tiểu bang California. An là một người làm thuế, một người kế toán, nên là trong cái kênh channel này á, An xin chia sẻ về gói hỗ trợ lần thứ 2, tấm stimulus check 1.200 lần thứ 2, tiền trợ cấp thất nghiệp, thuế, bảo hiểm sức khỏe, cũng như là tất cả những cái vấn đề về nước Mỹ luôn. Và ngày hôm nay á, là cái tình hình nước Mỹ nó đang nóng hơn bao giờ hết, tại vì hôm nay là thứ tư tháng 11, ngày 4 Tây, những cái tiểu bang cuối cùng người ta đang đếm và người ta đang kiểm phiếu để mà người ta công bố rằng ông Joe Biden hay là Tổng thống Donald Trump sẽ chiến thắng ở những cái tiểu bang đó. Hiện nay á, mặc dù là ông Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Donald Trump, nhưng mà cái con số nó rất là xích sao, và ở một vài những cái tiểu bang á, thì nó có những cái sự thay đổi ở những cái giờ phút chót. Ví dụ như là tối hôm qua, sau khi mà người ta đóng cửa, người ta không có cho người dân đi bầu nữa, người ta đếm những cái phiếu á, thì ở tiểu bang Wisconsin và tiểu bang Michigan thì Tổng thống Donald Trump hầu như là đã dẫn trước cho hai tiểu bang này. Nhưng mà sau đó người ta đếm những cái lá phiếu mà được gửi tới bằng đường bưu điện đó, thì cái kết quả nó đã thay đổi lại 180 độ. Đặc biệt là tiểu bang Wisconsin, từ trước tới giờ em coi lại những cái đợt bầu cử trước, thì cái tiểu bang này thường là người ta bầu cho bên đảng Cộng Hòa. Và tính tới thời điểm tối hôm qua, khi mà những cái người người ta lại người ta bầu á, thì đảng Cộng Hòa cũng chiến thắng ở tiểu bang này. Nhưng mà đặc biệt khi mà sau đó bầu cử qua mail, những cái lá phiếu mail á, được gửi tới, thì hiện nay một vài phút trước đây thôi, tiểu bang Wisconsin người ta đã công bố là ông Joe Biden cũng như là đảng Dân Chủ đã chiến thắng ở tiểu bang này rồi. Tổng thống Donald Trump á, thì trước khi mà công bố cái kết quả ra mà người ta công bố ra được á, là hiện nay đảng Dân Chủ đang dẫn đầu ở cái tiểu bang Wisconsin này á, thì Tổng thống Donald Trump đã có chia sẻ là Tổng thống không có đồng ý với lại cái kết quả này, và Tổng thống muốn đưa lên Supreme Court, tức là Tòa án Tối cao Pháp viện á, để coi lại cái quá trình đếm phiếu cũng như là kiểm phiếu của tiểu bang Wisconsin. Thì cái này là mình không biết nha, mình chỉ đọc trên báo và mình thấy được á, là Tổng thống Donald Trump muốn coi lại cái quá trình mà đếm phiếu, kiểm phiếu, tại vì Tổng thống nói là có một cái gì đó Tổng thống cảm thấy không có đúng ở tiểu bang này. Nhưng mà có hay không thì không biết, còn phải đợi coi là Tổng thống có trình lên hay không, rồi kiểm tra lại có gì thay đổi hay không, thì An sẽ cập nhật cho các bạn trong những cái video sắp tới đây. Nhưng mà trong cái video này á, với cái tình hình hiện nay thì cái cán cân nó đang nghiêng rất là nhiều về phía ông Joe Biden. Giống như An chia sẻ với các bạn á, đương nhiên cái người mà mình ủng hộ không thắng thì mình sẽ buồn là chuyện đương nhiên rồi, nhưng mà mình còn phải sống, mình vẫn còn phải kiếm tiền và mình còn phải lo cho gia đình của mình nữa. Nên á, bây giờ các bạn nên suy nghĩ, ngồi xuống để mà suy nghĩ là ồ, nếu mà ông Joe Biden thắng mình nên làm cái gì, ông Tổng thống Donald Trump thắng thì mình nên làm cái gì. Người ta thường nói là trong nguy cơ thì nó sẽ, trong nguy có cơ, tức là trong nguy hiểm thì nó sẽ có cơ hội. Và đây là một trong số những cái cơ hội của các bạn để mà các bạn có thể đi ra các bạn mua bán stock. Nếu mà từ trước tới giờ các bạn chưa bao giờ đầu tư, chưa bao giờ mua bán stock hết, thì đây là cái thời điểm vàng, cái thời điểm mà nó giao tranh giữa hai bên như thời điểm bây giờ đó, thì các bạn nên bỏ account là cái thứ nhất nè. An đã chia sẻ rất là nhiều lần rồi, Webull thì nó có là mở account deposit vô 100 đô thì sẽ được 4 cái stock free, hoặc là các bạn có thể mở account với Robinhood thì các bạn mở account các bạn được luôn một cái stock free mà mình không cần làm những cái gì hết. Và An nhắc lại cho các bạn một lần nữa để mà các bạn nhớ giùm An á, là nếu như mà ông Joe Biden thắng thì mình, ví dụ mình có ủng hộ Tổng thống Donald Trump, mình buồn đi. Nhưng mà khi mà ông Joe Biden thắng, mình nên đi ra mình mua những cái stock mà nó về green energy, tức là về xe điện á các bạn. Ví dụ như là Tesla nè, Nino nè, là những cái stock mà về xe điện là mình nên mua. Hoặc là các bạn biết những cái công ty nào khác mà về xe điện á, hoặc là Nikola, là những cái stock mình nên mua nếu mà ông Joe Biden ông thắng. Còn nếu như mà tình hình
Trong ngày hôm nay nó có thay đổi một cái gì đó khác mà Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng và có cơ hội thắng nhiều hơn á, thì các bạn nên chuyển qua các bạn mua những cái stock, ví dụ như là những cái stock và về nhà bank ngân hàng đó, Bank of America nè, Wells Fargo nè, hoặc là những cái nhà, hoặc là những cái giống như là AMC nè, rồi những, nói chung là những cái stock nào mà về cruise đó, tức là đi những cái thuyền, Disney là những cái stock mà các bạn nên mua khi mà Tổng thống Donald Trump chiến thắng. Và một cái nữa các bạn lưu ý giùm An nha, tức là trong thời gian sắp tới các bạn sẽ thấy, nếu như mà ngày hôm nay hoặc là thời gian sắp tới mà ông Joe Biden mà ông thắng á, thị trường stock market nó sẽ rớt giá rất là nhiều luôn. Đây là những cái mà chuyên gia dự đoán, thì mình á, mình phải theo cái thị trường để mà mình biết khi nào mình nên mua, khi nào mình nên bán. Nếu mà ông Joe Biden thắng á, thì thị trường stock nó sẽ rớt giá rất là nhiều trong thời điểm sắp tới đây. Thì đây là một cái cơ hội tốt để cho bạn nào mà chưa mua stock từ trước tới giờ, các bạn có thể đi ra các bạn mua những cái stock mà mình mong muốn, giống như An nói ở trên, Tesla, rồi Nino, rồi Nikola. Đó là những cái stock các bạn nên mua khi mà ông Joe Biden thắng. Và những bạn nào mà mình đã đầu tư stock rồi, thì các bạn dù cho ông Joe Biden thắng, cái thị trường nó có thể rớt rất là nhiều, nhưng mà các bạn có thể giữ ở đó. Thì stock á, nó lên thì nó sẽ lên và nó sẽ đi xuống, mà khi nó xuống rồi nó sẽ lên lại, chứ không bao giờ nó xuống hoài luôn. Thì nếu mà mình đã lỡ mua rồi thì mình giữ nguyên, và long term giống như là 4, 5, 6, 7 năm nữa thì thị trường stock market nó sẽ lên lại thôi. Còn nếu như mà bạn nào mà thấy là ông Donald Trump thắng, thì các bạn sẽ thấy á, là thị trường stock market nó sẽ lên rất là nhiều luôn trong thời điểm sắp tới. Thì khi mà Tổng thống Donald Trump thắng á, cũng là lúc mà mình có thể đi ra mình mua stock. Tại vì khi mà mình mua, ví dụ như mình mua giá 10 đồng thì Tổng thống Donald Trump thắng, thì cái thị trường stock nó sẽ tiếp tục đi lên. Đó, thì những cái tiền mình mua đó có thể sẽ sinh lợi cho mình được nhiều hơn. Đó là những cái chia sẻ của An. Em muốn chia sẻ cũng như là cập nhật cái thông tin cho các bạn. Những cái thông tin nào mà An mới biết á, thì An vẫn muốn cập nhật cho các bạn biết, để mà các bạn có thể update. Và ít nhất á, là mình biết á, là mình sẽ làm những cái gì trong những cái thời điểm sắp tới đây. Tổng thống Donald Trump thắng thì mình nên làm cái gì, Tổng thống Donald Trump thua thì ông Joe Biden thắng thì mình nên làm những cái gì. Kiếm tiền nó vẫn là quan trọng nhất. Còn ví dụ như là đảng Dân Chủ không thắng được trong lần này, thì còn 4 năm nữa, sau 4 năm thì lại có một đợt bầu cử nữa. Nếu mà các bạn vẫn ủng hộ đảng Dân Chủ thì các bạn có thể ủng hộ. Còn ví dụ như đảng Cộng Hòa cũng vậy, ví dụ lỡ Tổng thống Donald Trump không thắng được trong đợt này, thì mình còn sau 4 năm mình vẫn có thể bầu cử cho một cái người tổng thống khác của đảng Cộng Hòa chẳng hạn. Mặc dù An biết đó là những cái người mà ủng hộ Tổng thống Donald Trump, đặc biệt là người Việt Nam mình, rất là nhiều luôn. Nếu mà Tổng thống thua thì rất là buồn, nhưng mà dù có buồn hay không buồn đi nữa đó, mình phải nhìn cho nó rộng ra là buồn thì mình cũng cần phải kiếm tiền để mà mình có thể sống trong những cái giai đoạn tiếp theo nha. Nếu mà các bạn mở account hay là các bạn mua bán stock, có câu hỏi thắc mắc gì đó, comment ở dưới cho An biết và An sẽ trả lời hết tất cả các câu hỏi cho các bạn. Bye bye!